Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em hôm nay tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha, thứ bảy ngày 17 tây tháng 8 năm 2024 cô chú anh chị. Đây, mới vừa dọn hàng ra luôn nè cô chú anh chị. Hôm nay lên sầu riêng khá là nhiều ha, riêng 6 với lại sầu Thái. Hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần, Dũng với Đạt đang soạn hàng nên trời khá là nóng, nên hai em đã cởi áo ra mồ hôi đầm đìa. Này anh trai mua để nguyên trái sầu Thái 140 kg, đi 600, thế này 2,5 kg gì, 2,1 kg à. Để nguyên nha cả nhà, không có khui. Rồi sầu riêng lên quá trời, nay sầu riêng lên chín quá trời chín luôn cả nhà ơi. Trong nhà thấy toàn là ri 6, hôm nay bà chủ có lên đi 6 quá chừng luôn. Sầu Thái ít rồi, ri thôi, ri 6 bao la luôn. Này vào đây nữa nè, mấy rổ luôn nè. Rồi cuối tuần lên đi 6 quá trời luôn. Hôm trước nó có lên sầu riêng sáu hũ mà không có hàng nha cô chú anh chị. Hôm qua hỏi bà chủ rồi, do cái đó nó chưa có chín hay là nó bị non vậy đó, không có cắt, không có hàng. Giờ đang soạn. Dũng hôm nay đi làm trở lại rồi nha ông bà cô chú anh chị, sau một ngày cúp cua ấy lộn, nghỉ phép. Nay Dũng đã quay trở lại. Trốn việc. Bao nhiêu tiền kìa bé Tiên? Dạ 230. Giờ sầu riêng không có chỗ chất luôn, lên nhiều quá giờ không có chỗ chất. Mỗi lần còn chất đóng đóng ở trong vách tường. Giờ có cái tủ đó nó chặn lại rồi, không có chất đâu được. Rồi qua rồi. Dũng đang rối rồi, Dũng chưa có biết lựa soạn hàng sao luôn. Sáng nào mở cửa ra cũng phải soạn hàng ra. Các bạn ở đây nó hơi nhỏ cô chú anh chị, sầu riêng không có chỗ chất. Mà được cái mặt bằng ở đây nó bán được hơn cái mặt bằng lúc trước ở trên 510 cái mảng 8. Nên nó lúc trước mặt bằng nó rộng nhưng mà bán không được bằng như này. Cũng một tiếng được cách mà tháng 8 luôn á. Ký không? Dạ, ký mốt 35 gram. Dạ, 340 đi nha. 340. Canh dầu. Chị là một ký gom. Dạ, hôm nay trang bị cái dầu luôn hả? Mới đặt hả? Tôi thấy cái chân đâu mà để vô, nó có dạo chân không? Nhiêu tiền? 300 hả? Giờ này mua hàng trên thương mại điện tử không mà mấy ông bán đồ ngoài chợ thôi, khỏi buôn bán gì luôn. Giờ mà mua dù mà cũng đặt trên mạng giao nữa rồi, nguyên cái dù dài sọc luôn, cái này nó dài có thước rưỡi mà. Bởi vậy đó sao mấy cái chợ truyền thống bán đồ quần áo, bán mấy cái này cái kia dẹp hết phải rồi.
quần áo bán gì nổi, giờ còn là lên trên TikTok với lại Shopee mua không. Mình đặt đồ mình mua đời nào mình ra chợ nữa luôn. Em về mua hàng em cũng lên mấy sàn thương mại điện tử em đặt không à. Giày dép quần áo mấy đồ tiêu dùng. Ngay cả bây giờ đặt dầu gội đầu bột giặt hay gì cũng lên mạng đặt giao không à, khỏi đi ra siêu thị luôn. Đặt cho nó thứ nhất là nó tiện, thứ hai là giá nó mềm hơn. Lâu lâu nó có mấy cái mã khuyến mãi rồi đặt giảm giá nữa. Đó gì. Theo vừa tính tới mà nó cứng. Ờ không, phải mối này nè. Mối này nó bị con mở, mối này đã chặt. Cái này cái hậu kéo béo chút. Ráo vừa tính tới thường mà nó sẽ béo nhiều quá. Này nó béo nhiều. Mà cũng chưa cắt lắm. Dẻo hoặc là chín chín lên chút cũng được. Còn cái này nó vậy là ăn chín chín. Bà lấy hầm đó đi. Cái này đã là ra. Không quay. Vậy là ăn mềm nữa rồi. Mềm thì đầy luôn. Nay mềm quá chừng mềm luôn. Hơn à. Mềm hơn, con thích ăn mềm hơn. Ý giờ rồi đổ nợ luôn rồi cô Tiên ơi. Tao đã cảnh báo là nước không có được để chỗ này. Cô Tiên bị thao túng tâm lý rồi. Cô Tiên đang lính quýnh này. À. Sao vậy, sắp chia tay mẹ chồng. Rồi vậy là phải đi phải chưa gửi gì lại. À, cô có coi video của Úng Phương mình đó. Con xin lỗi cô. Con nói giỡn với cô Tiên á. Cô có coi chỗ đó bỏ qua. Nhưng mà sáng giờ thấy với Tiên bó rối lắm cô ơi. Ly cà phê sữa đá à, xe dũng ra luôn. Đi đâu rồi Dũng? Đúng rồi, ăn liền không à. Muốn khu ăn liền thì có ăn liền. Mua sầu thái đi, trăm mốt 1kg à. Vỏ mỏng lắm. Quảng cáo chút phùi rồi, giỏi vậy chửi chết luôn. Em mua cái này. Chửi chết luôn. Rồi.
Ký cơm hả? Dạ, bù lại cái này rõ ra. À, bù lại này nó bị lỗi nè, bị sượng nè. Luôn bù luôn, quá giờ đầy học rồi, quá xịn rồi, bán quá uy tín rồi. Tới ai nữa? Chị Hoài ăn sao chị? Đồ Thái phải không? À, hai cái máy kìa, con cái nhỏ đó bóc luôn kìa. Có khui không? Có khui không? Khui bỏ hộp ha. Rồi ok, bóc ra đó luôn kìa, với tiền nhỏ nhỏ hai cái máy rồi, với tiền đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, cái này cần thử rồi ha. Cái này chừng 2 kg hay không tới 2 kg nữa. Cái này con ký 6 rồi, nhỏ quá không? Nhỏ quá, lấy cái khác. Nó chơi cái này đi, cái này được hơn. Hả? Cái này cũng được hả? Ngon, bao ăn mà, chị ăn thử. Cái này có 182.000 à. Mấy người ăn? Một hai người ăn được. Hai người hơi thiếu nha. Rồi. Ăn mình thì được. Rồi, cho ghế cho cô Tiên luôn. Tôi luôn. Tôi luôn ha. 108. Hả? Sầu riêng này ở đâu cô Tiên? Dạ, cái này Khánh Sơn á chị. Khánh Sơn, Khánh Hòa. Khánh Sơn, Khánh Hòa. Ok không? Ok ha. Lấy thêm không? Cái đó má. Tao thấy ngon lắm, ăn một mình đi hết rồi ra mua tiếp. Trái 100.000 ký, cơm 300. Ồ, 180 à. Bớt 2.000, 180. 300 luôn ha. 330. Này công ty ngồi ghế nóng cho Đạt với lại Dũng soạn hàng. Khoảng bên đây chưa? Ăn ráo không? Ừ. Nó hơi béo ráo. 180. Mà chủ lựa đó. Ráo hết luôn. Mát nó đi dựa sầu riêng Hiếu Nghĩa. Rồi ráo ráo luôn. Rất là... đi. Có ờ, béo. Được 5 hộp không? Dạ, đủ hộp ạ. Được 5 hộp không? Dạ, 5 đúng hộp rồi, đúng rồi. 5 hộp này không? Năm hộp đó hả? Lấy thêm 5 trái nữa. Để một hộp một hộp thì được. Dạ trái này đó, trả lời. Để một hộp thì được năm hộp. Dạ 330. Lấy 3 là bớt ngân lạng rồi đó. Bà bán cái sự nó là 2.000. Cái đó. Lời 200 mà. Dạ 2 lấy 5. Cô ai à, khui không nhà bà chủ? À, bà chủ bớt dữ quá ha. Bớt thoải mái luôn, bán vui vẻ luôn, bán hết sớm về sớm. Bán là phải vui, nó mới vui. Có ngộ đúng không? Qua rồi đó, qua rồi đó. Nó báo rồi đó. Có thằng đó nó kêu ông sầm. Cơm này dẻo hơn trái qua thể luôn. Ngọt béo. Cái này quảng cáo giùm á, bây giờ người ta mua thì cứ bỏ. À quảng cáo giùm hả con? À. À ở đâu luôn con? Ở đâu anh? Quận mấy? Bình Tân lận. Bình Tân lận hả? Trời ơi, về quảng cáo. Tiếp á, tiếp thấy. À, thấy hả? Ai nào mua mua cái đó rồi bỏ một tiếp cho. Cái này quay. Bao nhiêu ạ? Cái này 210. Cái này luôn rồi. Hai trăm 210 là 410 hả? Mua người trái hả? Cái trái này quảng cáo giùm là đi mua. À, quảng cáo giùm là mua giùm trái đó. À, đó mua giùm. Ok rồi. Ăn
quen ở đây rồi. Bởi vì Bình Tân qua đây là biết mua quen đi rồi. Có bị sự chút bù cho học khác. Thì bán rồi riêng bao ăn bao bù mà. Bánh trắng ăn, ăn nó lạc lắm cô. Lạc đúng không? Bù cho học khác. Một muối nữa, bù thêm một muối nữa. Trời, quá uy tín. Xong hai trái, đầu tiên làm rớp rẽn. Rồi, có làm dấu gì không để về không biết à. Vô cái vô vào vào 3-4 khách đi nữa cả nhà. Xém 1 ký. Thái khô khô hả? Anh này mua thấy. Qua rồi đó em gái. Bình đâu? Từ về sau lưng kìa. Rồi cảm ơn em gái nhiều nha. Vừa đẹp vừa dễ thương mà vừa dễ dụ nữa. Giỡn hoài. Đẹp. Em coi thôi rồi, anh coi chi nữa, ngồi anh bà không. Dũng bán thì mà tối ngày vô khách nữ vô cứ nhìn mặt hoài rồi nói tháo khẩu trang rồi đút miếng này kia nào không? Tháo khẩu trang đút miếng rồi. Đút miếng rồi. Đâu ráo hơi căng ha. Mềm quá hả? Này nó chín quá à, nó mềm mà. Anh ăn thái ráo. À, lấy một ký cơm được không anh trai? Em lấy tái bự em khui cho anh. Ý là giờ anh lấy cơm á. Nó cơm cũng 330 cũng vậy, cũng như tái 3 ký thì nó cũng đầy hầm này nè. Vậy nó dễ lựa hơn tại vì giờ trái nhỏ nó mềm quá. Mà giờ nó cơm khô nhá. Khô mà giờ cái khô mới được, ảnh thích ăn khô. Anh này nhả nhả không nhả rồi. Không vui rồi. Bởi vì mỗi người khẩu vị á. Dễ tại giùm em cái anh làm em lo lắng quá. Thích dễ đó anh, em không có tợt dao đâu. Được không? Được không? Chưa. Được. Vậy cho chắc đi chơi. Nhấn đại vô đi nó cứ cứ. Thôi giờ mình khui chỗ thái luôn nha. Mình ăn sầu thái cái ru cũng giống giống mà nè, ăn ráo ráo khô khô. Không thấy bỏ nhậu luôn nữa mới được. Đó chắc nàng dùng máu rồi nè. Chứ mà đòi đi tu mà chồng gái mà với nhậu nữa thôi, ở nhà đi bán sầu riêng đi. Đi theo thầy là thầy chỉ có đi quá duyên khất thực chứ lộn. Đó quá duyên, thầy quá duyên thực phẩm mà em quá duyên gái. Cô ăn nào hả cô? Cô bắt đầu là mỏng vỏ, có này cho là ta ngon. Cái này có ri sáo với lại sầu thái, cô ăn loại nào? Ri sáo 100 ngàn ký, sầu thái 101. Tùy khẩu vị mỗi người, cô ăn thái nào chưa? À, cô ăn thay sáu hả? Thôi thường ăn nào ăn đó cho chắc cho cô. Dạ, sợi cuối này cô ăn. Cô ăn chưa quen á. Dạ, đây chưa, từ đó giờ chưa bán giá 90 thôi. Vậy hả? Dạ. Hôm bữa 101 á, số 100 á. Dạ. Dạ, có nhỏ, có lớn, có. Cô mua nào cũng được. Này đang khui sầu thái, cơm nó không có vàng bằng ri đâu. Tại anh này anh thích ăn sầu thái ráo à. Ổn chưa anh trai? Cô mua ri đi, mua trái ri đi ha. Đó, tại nhà hay ăn ri đó. Dạ. Trái khoảng mấy ký cô? Một
Mấy người ăn cô? Ba người. Ba người, 2 ký mấy đi hả cô? Ừ. Dạ. 3 ký luôn đi. Cô ăn mềm hay là ăn ráo ráo? Cô ăn mềm mềm đi. À, cô ăn mềm mềm ha, dạ. Cái này ráo của... chưa mà, nó nằm trong đó đó. Đúng rồi, này. Sầu thái này, sầu thái nó phải khô vậy cô? Phải khô cho con nhóc khô cao đó chuyện á. Cái sau lưng của em lại gì vậy? Ri 6 cô. Ri 6 phải nhỏ nhỏ đó. Dạ. Cô muốn mua khô sẵn không? Trong hộp quá trời đẹp luôn kìa. Đó, đưa cho khu, cô coi, mới khui đó, ngon không á. Đó, cô lấy hộp nào cũng được. Em sợ rồi, khui kiểu này rồi mà nó mới dính nè. Dính da. Mấy hộp đó ngon lắm á cô lấy hộp nào đi cắt cho cô ăn thử. Ăn là chỉ có ưng thôi. Đúng ráo luôn hả? Dũng khui. Dũng khui đấy sao thấy này nhẹ nhàng. Sợ nó bung tróc cái miếng lóc ở ngoài nó không có đẹp. Ngọc nó ở chắc 1 ký rồi Dũng. Đó, ba người ăn hộp đó là ngon lành luôn á. Này thì cua kiểu mộng kha. Này giống cua kiểu mộng kha. Hết cua để rồi Dũng ơi. Hộp nhỏ xíu rồi nha cô chú anh chị. Này lợi cơm lắm, hộp ít, hộp nhỏ. Khó thu thiệt chứ không phải là mổ ca. Thử miếng giùm nha, coi nó ngọt không nha. Ngon quá. Ăn ráo ráo thực sự kiểu này. 1 ký 3 luôn rồi Dũng ơi. 3 luôn rồi. Lấy hết luôn không anh? Nghe 3 tiền. 437, 435. 35. Ok không? Rồi thối tiền 435.000 của anh. Có anh lại 65.000. Ước gì em cắn được cái đồ gà đó hết rồi. Không được rồi Dũng ơi, em còn vướng bụi hồng trần quá Dũng ơi. Ở đây bác sầu riêng về dài đi. Ở đây bác sầu riêng về dài đi Dũng ơi. Chị Bo tự nhiên em tự nhiên em nhìn cái đồ gà em thèm chứ không biết. Không, đồ gà trên kia kìa, cái đồ gà đó không ngon đâu. Còn cái lúc mà người ta cắn vô á. Đó là 146.000 anh chị đây. Chuyển qua cui ri 6. Cái này có 146.000 nha. 146.000 nha. Chưa tới 1,5 ký. Quá đã luôn. Cùi ra vậy mứt mắt. Về ăn liền. Rau dễ ngộ ha. Dạ không được. Có khi cô Tiên về cô Tiên còn bán được 2 hộp nó quá dữ. Quá dữ. Chơi sầu riêng hay gì đây? Trời, không phải. Thấy nhìn chỗ khác rồi không phải. Rồi, đúng rồi em ơi, 415 cái mạng 8 nè. Vô xin vỏ sầu riêng. Về làm đồ án tốt nghiệp. Lùi lùi lại vô chùa rồi. Vô cái hẻm rồi, thấy chỉ vô hẻm rồi. Bị gì Dũng? Chắn đầu. Bù luôn đi. Muốn nhỏ xíu bù bự gì vậy?
ta mình thiện để ta thiện à. Rồi giờ sao? Rồi. Muối nhỏ bù muối bự. Bỏ muối chút ép. Bù muối nè. Sao riêng bữa nay nhiều mà. À sầu riêng nhiều mà. Tiền cũng ba chỗ đâu hay sao rồi. Nhân viên có tâm nhất vừa sầu riêng hiếu nghĩa. Kìa hộp sao có đóng kìa. Phụ cho khách. Ông bầu cái mẹ chết. Rồi quá nguy tính. Rồi quá nguy tính. Rồi xong. Rồi. Ai lấy chiếc sao? Đúng rồi. Cái gì đấy? Hỏi tiền luôn. Ai hỗ trợ cho bà chủ gói hàng. Tiền giùm mấy ăn đi sáu ngon hả? Dũng coi mấy đó cho chú được không? Mấy hộp á. Có cái nào nhão không? Đó, có nhão kìa đó. Một cơm đúng không? 300 cái cơ. Ở đây nè. Chuyện trái nữa mà khô hơn cái này đi. Không, nó tới đây thôi, chị không khô thôi nha. Ý là chị hiểu vậy thôi. Chứ cái này là khô rồi nè, em không thấy khô hơn mình nữa là không ngọt. Cái này không khô nữa đâu. Vậy là khô lắm rồi đó. Cái này là khô rồi nè. Cái này nhỏ rồi nè, nhỏ là khô rồi đó. Khô nữa là như chỉ có ghi miền Tây thôi. Đắp cho nó thử miếng nè. Nó dẻo á. Dẻo, dẻo ngon. Dẻo. Khô rồi. Ăn giấy nè chị. Để nó khô nữa, nó khô lắm. Dẻo. Khô. Cái này đúng dẻo nè. Thành công rồi hả Dũng? Thành công rồi hả Dũng? Khách quen mà. Đúng rồi, chú ăn à. Vô mùa này mình chỉ còn như vậy đó là dữ lắm rồi đó. Có nhưng mà dữ lắm thôi rồi đó. Cái sự con cũng đủ ăn như mấy. Cái thằng này nó học có muối bự nhỏ nè. Chế nó nhỏ. Chế này còn gì nữa chế. Rồi cân luôn. Này nó đầy rồi. Đầy quá, hai hộp đúng không? 1kg 45g rồi cả nhà. Sầu riêng vàng vui. À chị thích trái bự, muối bự.
ít muối tây. Có mấy trái bự bự, muối bự là phải trái phải trên 3 kg. Chú cho chị cho đầy cái hầm này luôn đi. Bự bự hơn được, chứ khô hơn nữa là hết chắc nha. Cái này là khô rồi đó. Chị thích muối to to. À, nó dồn độc với muối nó to. Không không chị? Chị đi taxi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi hút chân không luôn. Cô này đi riêng hả? Đi riêng. À. Dũng có hút chân không được không? Đây nữa nè. Cân này luôn rồi. Cái nhỏ đẩy đi nha. Như 7 lạng mấy á. Tiểu La. Ở dưới cũng thấy nhiều dừa bán sầu riêng lắm mà, ngay trong cái vùng Bình. Tại mua đi qua hay là thấy. Dưới là có chục cái dừa sầu riêng. Thì nó mua ở đây quen à, lại đi mua không. Dạ. Cái này là ăn cơm vậy, ăn chỗ nào quen. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi 353 ngàn thôi. 3,5 kg 30 gram. Nó chẳng thấy ngốc em nha. Ok. Để coi cái này ráo ráo như cơ hồ. Cái này là hết chỗ chê rồi. Cái mẫu này, cái mẫu con dài dài. Ồ, vỏ mỏng rồi, thấy thấy bùng bùng rồi. Ồ, vỏ mỏng rồi nha. Vỏ mỏng rồi.
nhỏ mỏng hơn vỏ sầu thái luôn. Bây giờ là tự cơm. Dạ, có khăn giấy nè cô. Cô lấy khăn giấy của làm tài. Cảm ơn nha. Dạ. Nước đại đi cô. Đây không tính tiền hả cô? Dạ. Giá như cái này cũng không biết tính tiền luôn ha. Dạ, này không tính tiền 2 căn hả cô? Bà chủ dư lương. Chủ nói bà chủ dư lương. Nói luôn anh chứ. Ngày con đưa ngày lương chưa được tái sầu riêng nữa con nghĩ. Trời, ông chủ mà cứ thế bị. Nó tao lính không á. Đâu có đâu lính không á cô. Thôi. Đây là lính mà. Lính không à, có mình bà đó bà chủ á. Dạ. Vậy đó. Dạ. Dạ đúng rồi. Ai nghe mà tin được trời. Thiệt không trời. Con nó bậy tên nó nhầm chết luôn á. Dạ. Thì mà đi đâu cũng quảng cáo ông này là ông chủ. Trời ơi vậy hả? Ông này lên YouTube quá trời luôn à, nên quảng cáo ông này ông chủ không chết thì chết. Có tiếng không, có miếng nào thì có tiếng không. Chán sự luôn. Lấy cái nắp đậy vô. Rồi xong cho con một trái. Khóc quá trời. Lúc này có rút 2 tràng 20 mà đưa hoài không biết nữa.